Xin chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 môn sinh học chính. Nội dung ôn tập bao gồm có 5 bài. Bài thứ nhất là nhiễm sắc thể, bài thứ hai giảm phân, bài thứ ba cơ chế xác định giới tính, bài thứ tư ADN và bản chất của gen, và bài thứ năm là mối quan hệ giữa gen và ARN. Ở trên trường, giáo viên đã phát cho các em nội dung ôn tập một cách chi tiết về lý thuyết và bài tập của từng bài. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập theo sơ đồ tư duy. Nó sẽ giúp cho các em có được một cách nhìn khái quát về nội dung của từng bài. Bài thứ nhất là nhiễm sắc thể. Trong bài này, các em cần nắm ba nội dung quan trọng. Cái thứ nhất là tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể, thứ hai là cấu trúc của nhiễm sắc thể và thứ ba là chức năng của nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể sẽ đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc. Các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng. Một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố và một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ. Về cấu trúc điển hình của nhiễm sắc thể được thể hiện rõ nhất ở kỳ giữa của quá trình phân bào, gồm hai chromatid đính với nhau tại tâm đồng. Mỗi chromatid bao gồm có một phân tử ADN và protein loại histone. Về chức năng, nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN. Sự tự sao của ADN sẽ đưa đến sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể. Vì vậy mà nhiễm sắc thể sẽ duy trì các tính trạng. Bài thứ hai là bài 10 giảm phân. Trong nội dung của bài này thì cô chỉ yêu cầu các em quan tâm tới phần giảm phân 1. Giảm phân bao gồm có 4 kỳ là kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Ở giảm phân 1, vào kỳ đầu, các nhiễm sắc thể kép sẽ đóng xoắn và bắt chéo với nhau. Ở kỳ giữa, các nhiễm sắc thể kép sẽ đóng xoắn tách rời và nó sắp xếp thành hai hàng song song tại mặt phẳng xích đạo. Kỳ sau, nhiễm sắc thể kép sẽ phân ly độc lập về hai cực của tế bào, và kỳ cuối thì các cái nhiễm sắc thể này nó sẽ nằm gọn ở trong hai nhân mới được tạo thành với số lượng bộ nhiễm sắc thể là đơn bội kép. Bài 12 cơ chế xác định giới tính. Trong bài này các em chỉ cần nắm cho cô hai phần quan trọng là nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế xác định giới tính. Nhiễm sắc thể giới tính. Trong các tế bào lưỡng bội 2N của loài thì bên cạnh các cặp nhiễm sắc thể thường tồn tại thành từng cặp tương đồng giống nhau ở cả hai giới tính nam và nữ hay còn gọi là đực và cái thì còn có một cặp nhiễm sắc thể giới tính tương đồng gọi là XX và không tương đồng gọi là XY. Nhiễm sắc thể giới tính nó sẽ mang gen quy định các tính trạng liên quan và không liên quan tới giới tính. Về cơ chế xác định giới tính thì giới tính được xác định nhờ sự tự nhân đôi, phân ly và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. Cô lấy ví dụ ở người, khi giảm phân thì mẹ sẽ cho ra một loại trứng X, bố cho ra hai loại tinh trùng là X và Y. Khi thụ tinh, tinh trùng Y kết hợp với trứng X sẽ tạo ra hợp tử XY phát triển thành con trai và tinh trùng X kết hợp với trứng X tạo hợp tử XX sẽ phát triển thành con gái. Bài 16 ADN và bản chất của gen. Đối với bài này, các em cần nắm 3 phần quan trọng. Đó là ADN sẽ tự nhân đôi theo nguyên tắc nào? Cái thứ hai là bản chất của gen và thứ ba là chức năng của ADN.
Quá trình tự nhân đôi của ADN sẽ diễn ra tại địa điểm đó là trong nhân của tế bào, tại các nhiễm sắc thể ở kỳ trung gian, và sẽ diễn ra theo hai nguyên tắc là nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc giữ lại một nửa, hay còn gọi là nguyên tắc bán bảo toàn. Về bản chất thì gen nó là một đoạn của phân tử ADN, nó có chức năng di truyền xác định. Chức năng gen là cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc của một loại protein. Về chức năng của ADN thì ADN sẽ có hai chức năng quan trọng. ADN là nơi lưu trữ thông tin di truyền, và một chức năng nữa đó là ADN sẽ thực hiện sự truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể. Bài 17, mối quan hệ giữa gen và ARN. Về phần lý thuyết thì các em sẽ nắm hai phần, đó là ARN là gì và nguyên tắc để tổng hợp ra ARN là như thế nào. Thì trong cái phần ARN, các em chỉ cần học là dựa vào chức năng thì ARN sẽ được chia ra thành ba loại là mRNA, tRNA và rRNA. mRNA được gọi là ARN thông tin, sẽ có chức năng là truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần tổng hợp. tRNA còn gọi là ARN vận chuyển, sẽ vận chuyển axit amin tới nơi cần tổng hợp protein. rARN là ARN ribosome, là thành phần cấu tạo nên ribosome nơi tổng hợp protein. Quá trình tổng hợp ARN sẽ diễn ra trong nhân của tế bào và theo hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc khuôn mẫu, có nghĩa là sẽ dựa vào một mạch của gen để làm khuôn tổng hợp ra ARN. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc bổ sung. G sẽ liên kết với X, X sẽ liên kết với G, T liên kết với A và A sẽ liên kết với U. Phần ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em làm bài kiểm tra thật là tốt.